Như vậy là ông Philip Troze và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã công bố chính thức danh sách 28 cầu thủ sang Indo thi đấu tại sân vận động Jalaro Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Chúng ta là người Việt Nam, dù cho chúng ta có ghét ông Philip Troze cỡ nào đi nữa, thì chúng ta cũng một lòng ủng hộ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với hy vọng đội tuyển có thể giành chiến thắng. Chuyện ủng hộ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam là điều hiển nhiên, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thực tế và khách quan rằng chúng ta phải xem thực lực của hai bên lại một lần nữa. Mình vừa xem qua một cái buổi livestream của một anh nhà báo đang thường trú tại Indonesia, thì mình có một cái linh cảm rằng chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng Indo trên sân nhà của họ. Trước đây thì mình thấy rằng là cũng có thể, nhưng mà khi mình thấy cái đội hình của họ ra sân rồi đó, ra sân mà ra sân tập thôi nha, là mình kêu chết cha rồi. Nhìn lại cái ngoại hình của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, hầu hết là những cầu thủ trẻ, chỉ có những gương mặt cựu binh như là Hùng Dũng, Tiến Linh, Quang Hải, đó là ba cầu thủ mình kỳ vọng nhất. Hùng Dũng có thể sẽ không ra sân full trận bởi vì có thể chấn thương nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và phần nào nó ảnh hưởng tới vấn đề thể lực. Còn Quang Hải và Tiến Linh đó là sự kỳ vọng lớn nhất của mình và hầu hết của mọi người hâm mộ. Và ba cầu thủ nữa mà mình cũng rất kỳ vọng đó là Việt Anh, Hoàng Đức và Đức Chiến. Còn lại là những gương mặt rất là trẻ. Và mình đang có một cái linh cảm nữa, đó là Indo họ sẽ ra sân và chơi với một lối chơi gọi là không phải pressing, mà là họ sẽ chơi super Pro VIP pressing, chứ không phải pressing một cách bình thường. Và nếu như các cầu thủ của chúng ta chưa có sự chuẩn bị để nhập cuộc một cách gọi là nhanh gọn lẹ, thì khả năng trong hiệp 1 chúng ta phải ôm ít nhất là 2 quả. Nếu như ai mà xem qua các cái cầu thủ nhập tịch của họ vừa ra sân để luyện tập đó, thì quý vị sẽ thấy là về ngoại hình họ vượt trội hơn chúng ta cả một cái đầu. Và đây không phải là những cầu thủ nhập tịch theo cái kiểu mà Malaysia, Philippines hay là Singapore đã từng nhập tịch trước đây, mà đây là những cầu thủ đúng nghĩa đẳng cấp châu Âu. Và có một số cầu thủ đang ở một cái phong độ rất cao. Đội hình mà vừa công bố đó là thủ môn Nguyễn Philip, thứ hai Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt. Tiền vệ thì có Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang. Văn Khang thì mình nghĩ đưa vào danh sách nhưng mà sẽ không được thi đấu ở trận trên sân Indo, mà có thể để dự phòng cho trận lượt về ở trên sân Mỹ Đình. Nhưng mà quý vị nhìn đi, Văn Khang rất là mỏng, cực kỳ mỏng, cho nên là để chạy mà lấn lướt với các cầu thủ Indo thì mình nghĩ rằng rất khó. Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Trần Ngọc Sơn. Hậu vệ thì có Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng, Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Bảo, Võ Minh Trọng. Tiền đạo thì có Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Bắc. Thì trong năm tiền đạo này thì mình chỉ kỳ vọng ở hai tiền đạo, đó là Tiến Linh và Mạnh Dũng. Còn lại nói thiệt quý vị, Đình Bắc, Văn Tùng hay là Văn Toàn mặc dù là cựu binh, nhưng mà nói thiệt khi mỗi khi mà trái bóng đưa tới Văn Toàn và một cầu thủ nữa là Tuấn Anh, mình đã từng nói là gần như cái kết đó là những cái cú thở dài, ví dụ như là có nghĩa là tức là cái khả năng mà ghi bàn bén á, như Tiến Linh á, thì Văn Toàn và Tuấn Anh là không có, mặc dù là có sự cái đóng góp kiến tạo rất là tốt, nhưng mà bén thì mình thấy là không thật sự bén. Còn chỗ Đình Bắc và Văn Tùng thì cũng chưa rõ ra làm sao. Ok thôi cứ kệ, chúng ta cứ đặt niềm tin đi. Bây giờ chúng ta so sánh đội hình của hai bên lại một lần nữa nè. Bên phía Indo thì có hơn 10 cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Và 10 cầu thủ này để so sánh với các cựu binh của chúng ta thì nói thiệt là hơn hẳn. Đó là họ đã thắng chúng ta một điểm rồi. Nói về các cầu thủ nội địa của Indo còn lại trong đội hình thì có thể so với các cầu thủ trẻ của chúng ta được, bởi vì so sánh hai bên cho nó cân bằng. Thì các cầu thủ mà nội địa của Indo và các cầu thủ trẻ tân binh của Việt Nam trong cái đội hình mà ông Philip Troze đưa ra thì có thể nó gần như là ngang bằng, tạm gọi là ngang bằng đi. Nhưng chúng ta nhớ nè, trong mùa giải Asian Cup vừa rồi, Indo chưa hề nhập tịch những cầu thủ này, nhưng với cái đội hình đó họ đã đá thắng Việt Nam của chúng ta ở Asian Cup.
Và cái đội hình của chúng ta ở Asian Cup thì vẫn có Quang Hải, không có Tiến Linh. Và cũng có một cái dàn cầu thủ trẻ như thế này. Chúng ta đã thua họ ở Asian Cup rồi. Và bây giờ đội hình của họ lại được tăng cường thêm tới 10 cầu thủ nhập tịch khác. Đội hình của chúng ta chỉ có bổ sung thêm một số cựu binh. Và ông Philippe Doze rõ ràng ông luôn nói là tôi tin tưởng vào các học trò. Và mình không biết là cái độ tự tin của ông Philippe Doze trong người của ông là bao nhiêu phần trăm. Nhưng khi ra trận chính thức, chúng ta thử nhìn lúc mà họ ra họ chào cờ đó. Lúc đó chúng ta mới có một cái linh cảm nó đúng. Và chỉ cần nhập cuộc chừng 30 phút thôi, ở hiệp 1 thôi, là chúng ta có thể đoán được kết quả rồi. Còn cái chuyện mà Công Phượng vắng mặt đó thì mình nghĩ ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng ghi bàn của đội tuyển, chứ không phải là không có. Thật là đáng tiếc cho Công Phượng khi mà đã ngồi dự bị một thời gian rất dài bên Yokohama FC. Bây giờ được triệu tập về đây thì lại gặp chấn thương. Có thể đây là một cái năm đen đủi của Công Phượng. Như mà các cầu thủ Việt Nam của chúng ta mà đi ra nước ngoài để thi đấu mà cứ cho ngồi dự bị như vậy, thì cuối cùng đó là có tiếng nhưng mà không có miếng. Không có miếng ở đây không phải là không được nhận lương, mà là không được ra sân thi đấu. Khi mà đi về lại thì vẫn có một cái tiếng đó là xuất ngoại. Dĩ nhiên cầu thủ nào cũng ước mơ được xuất ngoại. Rồi lại cho ngồi dự bị một thời gian quá dài, để rồi bị cúm cái giò đi. Khi mời gọi về đội tuyển Việt Nam thì bắt đầu các ông huấn luyện viên lại rất là cân nhắc. So với các cầu thủ được luyện tập ra sân thường xuyên thì dù sao nó vẫn tốt hơn. Bởi vì sao? Cầu thủ là phải được ra sân đá, chứ còn ngồi trên ghế dự bị hoài thì nó đâu có được. Như vậy thì sau khi ông Philippe Jose công bố cái đội hình chính thức, quý vị và các bạn đặt niềm tin bao nhiêu phần trăm rằng đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ ít nhất, thứ nhất là cầm hòa được đội Indo trên sân nhà của họ. Thứ hai là bao nhiêu khán giả dự đoán rằng chúng ta sẽ thua. Còn cái chuyện thắng đó quý vị, mình nghĩ bây giờ chúng ta không có cửa thắng nữa. Nói thiệt là như vậy đó quý vị. Không phải chúng ta nói tiêu cực, chứ thực lực nhìn đi, bây giờ chúng ta nhìn đi. Khi mà chúng ta chỉ đọc báo chí ở bên Việt Nam mà chúng ta chưa thấy thực tế bằng xương bằng thịt các cầu thủ của Indo đó, chúng ta có thể dự đoán là Việt Nam vẫn có cửa thắng. Nhưng khi quý vị nhìn thẳng vào từng cầu thủ của Indo, thông qua cái buổi livestream vừa rồi, mình mới thấy, gọi là thấy bằng một con mắt thôi đó, mà mình thấy giống như là chuẩn bị họ ra đá giải ngoại hạng Anh đó quý vị. Bởi vì cái phong cách của những cầu thủ này là những phong cách thi đấu ở châu Âu, nó đã quen rồi. Như vậy thì cơ hội nào để chúng ta cầm hòa hoặc là có thể ghi bàn, mình nói ở đây là ghi bàn thôi chứ mình chưa dám nói là chiến thắng nha, khi các cầu thủ của Indo họ chơi một cách rời rạc và các cầu thủ của chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó để biến nó thành những cái bàn thắng. Còn ngược lại, nếu như họ chơi đoàn kết cộng với sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình của hơn 80.000 khán giả thì cái dàn phòng ngự của chúng ta có thể sẽ đứng không vững. Và lúc này các cầu thủ tiền vệ tiền đạo chạy lên chạy xuống rất là đuối sức. Như vậy nếu như trong hiệp 1 mà họ ghi cho chúng ta được 2 bàn thì quý vị nghĩ cửa thắng của chúng ta còn không? Ít nhất họ sẽ ghi, mình cho rằng nếu như đúng đẳng cấp của họ mà họ chơi một cách đoàn kết, trong hiệp 1 chúng ta thua ít nhất phải là 2 bàn. Còn qua hiệp 2 thì chưa biết. Không biết quý vị dự đoán như thế nào. Chúng ta vừa bàn với nhau về cái khả năng mà chúng ta thua và ít nhất là cầm hòa. Còn bây giờ chúng ta nói về cửa thắng. Nhưng mà để phân tích về cửa thắng, nếu như nhìn lại đội hình của hai bên thì chúng ta lại quay trở lại cái con đường là cửa thắng không có. Nhưng mà trong bóng đá đâu ai biết được chuyện gì xảy ra. Giả sử nếu chúng ta thắng, thắng bằng cách gì đó không biết, thì một cái điều mà mình đang hơi lo, mà mình nghĩ rằng rất nhiều cổ động viên đã từng xem những giải đấu mà chúng ta thắng Indo, đó là sự cuồng nhiệt và quá khích của cổ động viên của họ. Nếu chúng ta thắng họ trên sân nhà của họ thì cái cửa để chúng ta thắng trên sân Mỹ Đình là rất cao. Và lúc đó sân Mỹ Đình là sẽ đông kín người. Nhưng mà bên chúng ta sẽ không có cái chuyện quá khích giống như cổ động viên Indo. Bởi vì bên Indo nó có một cái điều mình đã nói rồi, nó không phải là cuồng nhiệt với bóng đá không, mà trong đó 80.000 người đó thì có hơn 70% họ theo cùng một cái tôn giáo, mà cái tôn giáo đó là nó cực kỳ quá khích. Và chính từ cái điều đó nó sẽ gây bất lợi và thậm chí là có thể nguy hiểm cho các cầu thủ của chúng ta và thậm chí là những khán giả đi theo. Cho nên ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indo, ông đã lên tiếng là ông yêu cầu bên phía Indo phải đảm bảo được an ninh
An ninh ở đây là trong trường hợp đội nhà của họ thua lẫn thắng, chứ không phải thua không đâu. Họ thắng, nếu như trong trường hợp họ thắng chúng ta thì họ rất là điên cuồng. Cái chuyện mà kéo xuống đường hay là ăn mừng thế nào chuyện hết sức bình thường, nhưng mà có những cái kiểu điên cuồng khác. Còn trong trường hợp họ thua chúng ta thì không phải điên cuồng không, mà có thể điên cuồng cộng với phá phách, có thể là đụng chạm vật lý nữa đó quý vị. Cho nên điều này là phải lường trước để tránh nó xảy ra những trường hợp rất đáng tiếc. Và vừa rồi quý vị xem trên livestream của VFF, quý vị thấy không, đã có những cái câu chuyện nó xảy ra mà dẫn đến chết người luôn ở bên Indo, khi mà đội của họ bị thua mà kéo ra ở cánh cửa mà có hai người bị tử vong luôn đó quý vị thấy không, rất là nguy hiểm. Và số lượng khán giả hơn 80.000 người thì chạy đi đâu cho khỏi, chỉ cần nó ùa xuống một cái thì chạy đi đâu cho khỏi quý vị. Nhưng dù sao trong bóng đá, Indo phải thể hiện tinh thần quốc gia của mình, chứ nếu như họ làm càng thì khả năng họ sẽ bị FIFA treo giò và phạt rất nặng. Chúng ta nên nhớ đây không phải là giải đấu của ao làng Đông Nam Á, mà giải đấu FIFA, chắc chắn có sự kiểm soát của FIFA ở đây. Cho nên dù gì đi nữa Indo cũng sẽ không dám làm càng đâu. Quý vị và các bạn có nghĩ là chúng ta giành chiến thắng hay không, hay là chúng ta hòa, hay là chúng ta thua, cứ thả lại bình luận bên dưới nha. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.